Xin chào mọi người, chúng ta học từ vựng tiếng Anh bài 38 phần 4. Từ vựng tiếng Anh bài 38 phần 4. Số 1 là needy. Needy nghĩa là thiếu thốn tình cảm. Needy là thiếu thốn tình cảm. Thiếu thốn tình cảm. Needy. Needy. Số 2 là romance. Romance là mối tình. Romance là mối tình. Romance là mối tình. Số 3 là mistake là sai lầm. Mít thay mít thay là sai lầm. Số 4 là bích đi là bạn. Bích đi là bạn. Số 5 là interest là sự hứng thú. Interest là sự hứng thú. Interest là sự hứng thú. Interest. Số 6 là divorce là sự ly hôn. Divorce là sự ly hôn. Divorce là sự ly hôn. Needy là sự thiếu thốn tình cảm. Romance là mối tình. Mistake là sai lầm. Buddy là bạn. Interest là sự hứng thú. Divorce là sự ly hôn. Needy là thiếu thốn tình cảm. Là romance là mối tình. Mistake là sai lầm. Buddy là bạn. Interest là sự hứng thú. Divorce là sự ly hôn. Needy là thiếu thốn tình cảm. Romance là mối tình. Mistake là sai lầm. Buddy là bạn. Interest là sự hứng thú. Divorce là sự ly hôn. Kết thúc từ vựng tiếng Anh bài 38 phần 4 tại đây. Cảm ơn mọi người theo dõi video mình. Hãy subscribe, like, comment và kênh mình. Xin chân thành cảm ơn.